mình mới chào các bạn. Bữa nay thì trời đang mưa ha các bạn. Mình chia sẻ với các bạn một cái video mà cái bồn mình mới vừa thuần. Ở đây thì mình thuần theo cách thứ nhất nha các bạn, là mình thuần bằng dây bao, không có đất cũng không có lá chuối luôn. Tại vì cái thời gian cũng gấp quá cho nên mình không có chuẩn bị kịp. Cho nên cái bồn này mình cũng đã làm sẵn, nhưng mà do mình không có bỏ đất bô cũng như là chuối, các lá chuối, mà mình thuần bằng dây bao thôi. Như các bạn thấy nè, hiện nay là cái bồn này tính ra nó khoảng 5 mét, bề ngang nó là 1m7, bề dài nó 3m rưỡi, thì khoảng 5m mấy, mà mình đã thuần ở đây là 15 kg rồi các bạn, 15 kg lươn nha, 15 kg lươn giống, lươn xô. Có nghĩa là các bạn mua về thì các bạn phải lựa ra thành 3 size 30 con 1 kg, size 60 con 1 kg và size 120. Thì nó có chênh lệch đó các bạn, nhưng mà nó không có nhiều đâu. Chênh lệch một vài con lớn nhỏ thì nó không thành vấn đề đâu các bạn. Thì cũng có một bạn hỏi mình đó là trong 3 size đó thì mình nên nuôi cái size nào mà mau lớn nhất, hay là thuần đạt nhất. Thì mình cũng xin trả lời với các bạn luôn, là khi mình mua về á, thì bao giờ mình cũng có lựa ra. Mà khi lựa ra thì nó phải phân ra 3 size như thế này. Mà khi mình phân ra 3 size thì buộc lòng mình phải nuôi hết rồi các bạn. Mình phải thuần hết rồi, chứ không thể nào mình bán lại cho ai mà cũng là chia cho ai được hết. Cho nên mình nói với các bạn luôn là không thể nào nói rằng là cái size nào mà mình thuần đạt hết. Tại vì mình buộc mình phải thuần hết rồi, thuần 3 size. Thì sau khi mà các bạn thuần xong á, các bạn phải tính lại số lượng của mình, xem coi là size 30 nó còn bao nhiêu, size 60 còn nhiêu và size 120 còn bao nhiêu. Thì lúc đó các bạn mới tính được cái tỷ lệ của nó hao hụt. Như vậy thì mình không thể nào mình nói rằng mình thuần cái size nào đạt hết nha các bạn. Nhưng mà mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là đối với những con size, những con lươn mà size lớn đó, 30 con 1 ký đó, thì nó khó sống hơn đó các bạn. Mình cũng đã nói rồi, nhưng mà mình muốn nói lại cho các bạn nắm luôn, là cái size 30 con thì tỷ lệ nó hao hụt nhiều hơn. Nhưng nếu như mình thuần mà sống cái size này đó, được size này sống được nhiều đó, thì các bạn nuôi rất là mau lớn ha. Cho các bạn nuôi là 5-6 tháng thôi là các bạn đã bán sức ra bán được rồi. Đó, tỷ lệ của nó thì hao hụt hơi cao. Tại vì người ta xiệt thì, hoặc là người ta đánh bắt thì người ta thường là người ta làm cho nó chết, xỉu rồi xong người ta mới bắt về. Thì đó, tỷ lệ nó hao hụt nó cao hơn. Giả lại mình cũng chia sẻ thêm là vấn đề chỗ mình thuần hiện nay, tại sao mình thuần nhiều vậy. Thì các bạn biết là hiện nay thì trong xóm người ta cũng đem qua bán cho mình rất là nhiều. Cho nên mình mua. Rồi mình có dự kiến với các bạn đó, mình xây thêm bồn mà giờ mưa gió quá mình không thể nào xây được đó các bạn. Cho nên phải định lại, mà định lại thì lương thì người ta cứ đem lại bán cho mình thì buộc mình phải mua. Mình mua thì trong khi đó mình hết bồn rồi. Mình đã thả hết là được 14 bồn rồi các bạn. Nãy giờ hết bồn, bây giờ mình phải dồn vào một cái bồn này. Các bạn thấy lươn nè ha. Thấy lươn không? Để mình quay gần cho các bạn xem ha. Đấy, nó còn ở trong dây bao đó. Đó. Hiện nay thì mới thả có 2 ngày thôi các bạn ơi. Này, thấy cái đầu lươn không? Đấy. Rất là nhiều luôn các bạn, nó tới 15 kg là. Đây nữa nè. Này các bạn nhìn cho kỹ ha. Đó, đó, đó. Đó. Nó ngóc lên lươn hết trơn. Này các bạn nhìn thấy không? Đó. Đó, nó nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích. Thì ở đây các bạn xem đó, mình thuần cái size này là size lộn xộn luôn. Có nghĩa là mua bự nhỏ, nhỏ nữa là mình cũng thả vô chung luôn. Mình không có lựa ra các bạn. Giống như những năm trước thì mình cũng thuần như vậy đó. Rồi sau khi mà mình khoảng 2 tháng, 3 tháng thì mình mới dồn về đây đó. Thì lúc đó mình mới lựa ra con bự con nhỏ. Như vậy thì nó sẽ bị tổn thương hơn nha các bạn, tổn thương nặng hơn, rồi nó sẽ giảm ăn. Thì những cái đó không có ảnh hưởng gì đâu,
nó chỉ dừng lại một thời gian rồi nó sẽ ăn lại thôi các bạn, đừng lo gì hết. Nhưng mà mình cực có nghĩa là mình phải lựa thêm một lần hai, thay vì bây giờ ở ngay đầu tiên mình bắt đầu mình thả thuần đó thì mình lựa luôn, thì các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều, khỏi cần phải cảo lên rồi phải lựa lại thì rất là khó, rồi nó tổn thương con lươn nữa, rất là ảnh hưởng tới con lươn rất là nhiều. Ở đây thì mình cho các bạn xem cái con này nè, con này nó đang là nằm ở đó đó, đó các bạn thấy chưa, con này là không bao giờ sống được nha các bạn, đấy nó sẽ chết đó, nhưng mà mình đừng có động đại gì tới nó hết, chạy nó chết nó sẽ chạy ra ngoài thôi các bạn. Như vậy thì mình cũng chia sẻ thêm một cái trường hợp này cho các bạn nắm luôn, là đối với một số người mua đó thì thông thường là người ta mua những cái lươn xô ở ngoài chợ thì tỷ lệ hao hụt cao lắm nha các bạn. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc các bạn mua là tỷ lệ hao hụt nó thấp hơn. Chính vì mình cũng đã khuyên với các bạn luôn là các bạn đi mua đó, mình lựa một vài cái chủ nào đó thì các bạn mua về, mua một ít thôi nha các bạn, mua khoảng 2-3 kg vậy đó, các bạn đem về các bạn thuần đó, thuần thử một tháng xem coi cái chủ đó bán cho mình đó, lương đó phải là lương thật sự là lương tốt hay không đó, mình chia sẻ các bạn vậy đó. Có nghĩa là mình thử xem, mua một chủ hai chủ nào đó mình thử mình thuần, sau đó mình thuần xong đó, mình thấy là cái chủ nào mà thuần đạt đó, có nghĩa là bán lương cho mình thuần đạt đó, thì các bạn nhắn chủ đó đó là các bạn sẽ mua của chủ đó à, rồi các bạn lựa chọn như vậy đó, trong suốt thời gian mà các bạn thuần thì các bạn sẽ biết được là chủ bán lương nào mà bán lương thật tình với mình. Bởi vì các bạn đi ra ngoài các bạn mua thì các bạn không thể nào mà xác định được ai thật ai giả cả các bạn, bởi vì mình đâu có biết là họ thu nhập cái nguồn lương này từ đâu đâu. Cho nên nếu mà các bạn vô tình các bạn mua ngay cái lương mà không tốt thì các bạn đem về thuần là tỷ lệ hao rất là cao. Mà nó hao từ 50% thì các bạn thấy nó lời không có nhiều đâu. Các bạn tới các bạn nuôi á, nó lời rất ít. Cho nên là nếu mà các bạn tỷ lệ đạt cỡ khoảng 70-80%, đó là chúng ta lời có khả năng lời nhiều đó. Như vậy thì mình cũng chia sẻ các bạn là những cái trường hợp như vậy. Đó, các bạn mua về thuần từ từ, rồi các bạn xem cái chỗ nào mà bán cho mình mà chất lượng thì các bạn đặt vô đó các bạn mua. Như vậy thì tỷ lệ sau này các bạn thuần đó, những năm sau nữa các bạn thuần là các bạn có tỷ lệ sống rất là cao, rất là nhiều. Thì vài lời chia sẻ với các bạn vậy, mong các bạn làm thành công và đạt được cái kết quả tốt. Thì các bạn nhớ đăng ký, rồi like, chia sẻ cái video của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.